Có hai loại tế tự này, tế tự tài vật và tế tự. Này các tỷ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến ai tế tự chánh pháp, tế tự không sang tham, Như Lai có lòng từ đối tất cả sinh vật. Phật tối thắng như vậy, giữa chư thiên loài người, chúng sanh kính đảnh lễ, vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu, đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kính cảm ơn Vinh Bát Ta Ná đã post file. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Phẩm Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Cô Tư Nữ Tạng Viên và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ihuttaka, chương 4, bốn pháp phẩm một. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta là Bà La Môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các thầy, thật là con của ta từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tại vật. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tại vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại phân pháp này, phân pháp tài vật và phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai phân pháp này, tức là phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, có hai nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại tế tự này, tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai tế tự chánh pháp, tế tự không sang tham, Như Lai có lòng từ, đối tất cả sinh vật, bậc tối thắng như vậy, giữa như thiên loại, giữa chư thiên loài người, chúng sanh kính đảnh lễ. Vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu, đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, ấy mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài ạ. Cảm ơn Vinh Trưởng. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vút Ta Cá, chương 4, 4 Pháp. Phẩm 1, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta là Bà-La-Môn, người được đến yêu cầu, tai luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các thầy thật là con của ta, từ miệng sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại phân pháp này, phân pháp tài vật và phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai phân pháp này, tức là phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, có hai như ích này, như ích tài vật và như ích pháp.
Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai như ích này, tức là như ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại tế tự này, tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai tế tự chánh pháp, tế tự không sang tham, Như Lai có lòng từ đối tất cả sinh vật, bậc tối thắng như vậy giữa chư thiên và loài người, chúng sanh kính đảnh lễ vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu, đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ em Minh, dạ kính mời huynh trưởng tiếp theo ạ. Sa thú, sa thú lành thầy Sĩ Đại Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tham Ma, cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các quý đạo hữu châu rung. Dạ con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Y Tì Bụt Tha Cá chương 44 pháp phần 1. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta là Bà La Môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Này các thầy, thật là con của ta, từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai phân pháp này, tức là phân phát pháp. Này các tỳ kheo, có hai nhiêu ít này, nhiêu ít tài vật và nhiêu ít pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ít này, tức là nhiêu ít pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại tế tự này, tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Ai tế tự chánh pháp, tế tự không san tham, Như Lai có lòng từ đối tất cả chúng sinh vật, bậc tối thắng như vậy giữa chư thiên loài người, chúng sanh kính đảnh lễ vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu, đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Cảm ơn Sĩ Tràng Đông. Mến mời Nguyên Tịnh nhé. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu và con kính riêng cô, con thành kính đảnh lễ cô tu nữ Tệ Duyên và con kính riêng đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tì Bụt Tha Cá chương 4, 4 pháp phẩm, phẩm 1. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta là Bà-La-Môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng vô thượng, y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các thầy, thật là con của ta, từ miệng sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là
tối thượng trong hai bố thí này. Tức là bố thí pháp này các tỳ kheo có hai loại phân phát này: phân phát tài vật và phân phát pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai phân phát này. Tức là phân phát pháp. Này các tỳ kheo có hai nhiêu ích này: nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo có hai loại tế tự này: tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến ai tế tự chánh pháp, tế tự không sang tham, Như Lai có lòng từ, đối tất cả sinh vật bậc tối thắng như vậy, giữa chư thiên loài người chúng sanh kính lễ, vì đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con kính tri ân chú Quách Thanh Á đã post bài. Dạ con kính mời đạo tràng, con kính thỉnh cô Tương Nữ Tây Duyên. Dạ con kính mít lại đạo tràng. Nam mô Bích Hà giá. Dạ sa thủ kính cảm ơn sức nguyên tịnh. Mời Quang Thanh nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, và kính đảnh lễ quý sư trong đạo tràng, và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, và kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài. Dạ, con nhờ ai bót bài cho con vậy ạ? Dạ, cảm ơn Huynh Thanh Á đã bót bài. Kinh Tiểu Bộ chương 4, bốn pháp. Phẩm 1. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã nghe. Này các tỳ kheo, ta là Bà La Môn, người được mến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ, chữa trị y sĩ, giải phẫu. Các thầy thật là con của ta, từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại phân pháp này, phân pháp tài vật và phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai phân pháp này, tức là phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, có hai nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại tế tự này, tế tự tài vật và tế tự pháp. Này các tỳ kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến ai tế tự chánh pháp, tế tự không san tham, Như Lai có lòng từ đối với tất cả sinh vật, bậc tối thắng như vậy, giữa chư thiên loài người chúng sanh kính đảnh lễ, vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu đến được bờ bên kia. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con xin, con đã đọc bài xong ạ. Con cảm ơn Huynh Phát Thân Á đã bót bài. Dạ con xin xuống mic ạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Ban Thanh. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp thân giờ quan năm vào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quan Thanh Thích Miên Trịnh Minh Quá Tha Ná cô ấy mình Thích Thi Na Thích Rạng Đông cô tu nữ Tệ Duyên đã hoàn hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Bài chữ bộ kinh một lẻ một La Mã. Hình như con bị sai. Dạ đúng rồi. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuat Đa Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuat Đa Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng. Đồ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ trước khi chúng con cung thỉnh thượng tọa pháp tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ cảm ơn Minh Quát Khả Ná đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4 bốn pháp phẩm 1 bài 101 La Mã. Này các tỳ kheo, có bốn pháp này dễ được mà và không có phạm lỗi, thế nào là bốn? Trong các loại y này các tỳ kheo, y phân tạo lượng từ đóng rác là dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại để ăn này các tỳ kheo, đi khất thực từng miếng ít oi dễ được và không có phạm lỗi. Trong các sàn tò này các tỳ kheo, gốc cây là ít ỏi dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại thực, các loại dược phẩm này các tỳ kheo, nước tiểu hôi là ít ỏi dễ được không có phạm lỗi. Này các tỳ kheo, có bốn loại ít ỏi dễ được không có phạm lỗi nào? Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo biết đủ với các loại ít ỏi dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một chi phần sa môn hạnh của vị ấy. Biết đủ với sự vật ít ai dễ tìm được lại không có phạm lỗi phạm tội,
tâm không bị phiền nhiễu về vấn đề sàng tỏ, y áo và ăn uống. Tâm không bị lo lắng về phương hướng phải đi. Các pháp được tuyên bố thuận lợi sa môn hạnh, họ được có đầy đủ với tỷ kheo biết đủ với vị không phóng dật. Và bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân mít đến sư. Sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Con kính dân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài 101 La Mã. Nội dung của phần chánh kinh thì cũng đã nghe MC đọc cái phần chánh kinh hôm nay rồi. Bây giờ chúng tôi xin lặp lại bốn cái chi pháp chính ở trong cái bài học hôm nay, tức là nói đến bốn cái loại vật dụng mà chư tỳ kheo thường sử dụng, được gọi là tứ vật dụng, bốn cái nhu yếu phẩm của các vị tỳ kheo. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Vakkavantang Abhikkhadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namassami. Nhất tâm đảnh lễ chư giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Vagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư thành chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy là này các tỳ kheo, có bốn pháp này ít đổi, dễ được và không thể phạm, không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y này các tỳ kheo, y phấn tảo lượm từ đống rác ít ỏi, dễ được và không phạm lỗi. Thứ hai á, là trong các loại đồ ăn á, để ăn á, thì này các tỳ kheo khất thực là từng miếng là ít ôi, dễ được và không có bị phạm lỗi. Ý thứ ba đó là sàng tọa, này các tỳ kheo gốc cây là ít ôi, dễ được và không bị phạm lỗi. Trong các thứ tư đó là trong các loại dược phẩm đó, thì nước tiểu hôi là ít ỏi, dễ được, không bị phạm lỗi. Đây có bốn loại thì bốn loại nhu yếu mà chúng ta gặp. Chúng ta thường là mình ngày nay đó, chúng ta thường là dân chư tăng là gọi là tác bạch dân tứ vật dụng. Tứ vật dụng tức là y phục, rồi vật thực, sàng tọa hay là trú xứ và thuốc chữa bệnh. Thường thường là chúng ta dạy.
Có khi đó là chúng ta bị nói thừa, nói thừa, có nghĩa là dân y và tứ vật dụng. Thì sự thật ra là trong y nó đã có tứ vật dụng rồi, hay là dân vật thực và tứ vật dụng thì nó cũng là dư. Cho nên là tứ vật dụng ở đây là chỉ cho bốn món đó thôi: y phục, vật thực, sàng tọa và trú xứ. Sàng tọa và thuốc chữa bệnh. Sàng tọa là thuốc chữa bệnh chứ không phải là sàng tọa là trú xứ và trú xứ. Sàng tọa tức là trú xứ đó, sàng tọa là trú xứ. Dược phẩm tức là thuốc chữa bệnh. Chúng ta đọc lại ở trong luật tạng thì thật sự ra thì ngày xưa về vấn đề y học đó, họ cũng chưa có tiến triển nhiều so với ngày nay. Có nghĩa là phần lớn là chúng ta sử dụng bằng những cái ngày xưa thì có lẽ là chúng ta không có Tây y rồi, chỉ là những cái dược liệu, những cái dược liệu mà ở bằng cái thảo dược là phần chính, thảo dược là phần chính. Cho nên là cái thời Đức Phật á, thì có một cái vị lương y mà để chữa bệnh cho Đức Phật, tức là lương y Chi Hoa Ca. Đức Phật chữa bệnh là lương y Chi Hoa Ca chữa, cũng như Chư Tăng bệnh thì lương y Chi Hoa Ca chữa. Chúng ta thường gặp là như vậy. Như vậy thì trong cái cuộc sống á, ngày xưa đó, thì nói điều này để chúng ta nói xưa và nay, thời Đức Phật cũng như là ngày nay. Rõ ràng là ngày xưa cái đời sống của Chư Tăng rất là đơn giản. Thậm chí cái việc mà vai trò, cái việc mà cất chùa đó không phải là của một vị trụ trì. Ngày nay thì cái trách nhiệm đó của một vị trụ trì, mà cái việc cất chùa ngày xưa đó, là việc đó là của những người cư sĩ. Chẳng hạn như chúng ta thấy chùa Kỳ Viên Chetawana, tức là do cấp cô độc được thuê người xây, bỏ ra kinh phí xây. Cho nên là trong kinh nói là chùa Kỳ Viên, sự thật ra là chùa Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên là do ông cấp cô độc bỏ tiền ra xây, và chính ông cấp cô độc mua đất đó với điều kiện với thái cử Kỳ Đa đó, mà chúng ta gọi là Chê Tá. Thái tử Kỳ Đà là thái tử tên Bali gọi là Chê Tá. Thì thái tử này đó là đã bán cái đất đó cho ông cấp cô độc với điều kiện là trải vàng đến đâu đó thì sẽ lấy đất tới đó, và ông cấp cô độc cho xe bò chở vàng tới trải đất, trải vàng khắp mặt đất. Mà trải vàng tới đâu thì lấy đất tới đó thôi. Thái tử Kỳ Đà khi mà thấy bán cho ông cấp cô độc chất cất chùa Kỳ Viên để chuẩn bị chất cất chùa Kỳ Viên, thì ông cấp cô độc, ông thái tử Kỳ Đà mới nói thôi bây giờ cái phần cây này đó tôi không có bán, tức là mình trải vàng thì chừa cái gốc cây lại, trải vàng xung quanh thôi. Và ông cấp cô độc mới nói rằng cái ý ông thái tử Kỳ Đà mới nói là cái phần cây này là để cho tôi cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật. Cho nên nói là chùa Kỳ Viên là do ông cấp cô độc bỏ ra mua đất để xây cái đó, nhưng mà cây là của thái tử Kỳ Đà, ngày nay chúng ta gọi là chùa Kỳ Viên, Chi Tịch Chê Tá. Thái tử Kỳ Đà tên là Chê Tá. Cái thứ hai nữa là cái chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm được biết như là do ông vua Bình Sa Dương cất cúng dường cho Đức Phật, hay hoặc là chùa Đông Phương Tự và Visakha cất để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Như vậy thì chúng ta nói cái việc đó rồi, để nói sơ ra đó là cái việc vai trò xây dựng chùa ngày xưa đó là của những người cư sĩ, mà những người cư sĩ đó là luôn là đều là những cái vị mà có địa vị trong xã hội. Có tối thiểu lắm là bà Visakha cấp cô độc thì không phải là vua, cũng không phải là quan, nhưng mà là những người trưởng giả trong thời đó, tức là những người rất là giàu có uy tín ở trong một cái địa phương cấp những cái chùa đó.
Đó là điều mà chúng ta thấy. Rồi ở ngày xưa đó, Ấn Độ có cất những cái xây cái gọi là cái nơi cái phước xá ở ngã ba đường hoặc là ở ngã tư đường để chư tăng đi du hương đây đó đó, sẽ ghé vào đó nghỉ dài bữa, đi khất thực hành trì ở đó, hành đạo ở đó, rồi tiếp tục chừng nào các ngài đi thì các ngài đi thôi. Và cái đó nó cũng không có ai quản lý, chỉ là dọn dẹp để cho có người này người kia đi ngang qua đó ở. Thì chư tăng ngày xưa ở những cái khu đó ở ngã ba đường, mà mình có cái thói quen là gọi tứ phương tăng, để chư tăng ngày xưa là đi tứ phương mà để khắp nơi về ở. Cho nên là mình thấy ngài Hòa Thượng Tịnh Sự lúc sinh thời đó thì ngài có cái ý nguyện là cất chùa tứ phương tăng, mà điển hình ngày nay chúng ta gặp cái tứ phương tăng ở trên trên bình Sa Trạc Bình Long, bây giờ sư Tệ Dũng làm trụ trì, gần như là làm trụ trì, mặc dù công bố nhưng mà về vấn đề pháp lý thì chưa, nhưng mà công bố cho sư Tệ Dũng làm trụ trì. Đó là chùa mà sư huynh của sư Tệ Dũng giao lại cho sư Tệ Dũng, kỳ chúng tôi đã có đến đó để chứng dự. Nhưng mà chùa tứ phương tăng đó, đó thì cũng không phải là do sư huynh của sư Tệ Dũng, mà là do ngài ngài Giác Tâm. Lúc chúng tôi còn 18 đôi mươi đó, chúng tôi là sa di đó, thì chúng tôi biết ngài Giác Tâm. Ngài Giác Tâm ở đây là đệ tử của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, cho nên cái ý nguyện đó là cất cái chùa tứ phương tăng đó. Sau khi ngài Giác Tâm mất rồi đó thì có giao lại cho sư Trí Quảng mà hiện nay ở Texas ở bên Hoa Kỳ đó. Nhưng mà sư Trí Quảng cũng về ở thời gian rồi, sư Trí Quảng lại đi sang nước ngoài du học rồi ở, qua bên Hoa Kỳ ở luôn. Gần đây thì lúc mà sư trưởng còn sinh thời thì sư trưởng đã có chủ trương cất cái chùa tứ phương tăng ở dưới Bình Minh. Thì đó là có hai cái chùa trong Phật giáo Năm Tông của chúng ta, rồi cũng được gọi là tên chùa tứ phương tăng. Nói sơ như vậy để các vị thấy rằng cái môi trường hoàn cảnh ngày xưa thì nó khác với ngày nay. Cái ngày nay vị trí đó người cư sĩ không có đủ sức để tập hợp hết tất cả, và cũng không có đủ cái tư cách pháp nhân để mà đứng ra xây chùa, mà chỉ có một vị bổ nhiệm trụ trì về thì vị đó mới có trách nhiệm để xây dựng cái ngôi chùa tại đó. Bởi vì chùa ngày nay nó là cơ sở tôn giáo được nhà nước công nhận, được giáo hội cho phép, vân vân. Trở lại như vậy thì ở đây đó, cái môi trường hoàn cảnh sống của ngày xưa rất là đơn giản, chư tăng du phương đây đó, và cái việc đầu tiên đó là chư tăng bận y phấn tạo. Thì ở đó chúng ta phiên âm và dịch ra thôi, sự thật ra là y gọi là băng sikula, mà người Khmer gọi là y băng sikun. Mà chúng ta còn thấy đó là ở trong những dịp quả táng hay là đám tang của người Khmer thì người thường thường người ta dâng cái sắp vải màu trắng để trên cái hòm để chư tăng rút để tụng kinh cầu siêu. Ngày nay thì đối với người kinh của chúng ta đó thì chỉ dân bộ y, bị y có rồi, cho nên là dân bộ y rồi chư tăng cũng tụng kinh rồi rút cái y đó đem về xài. Nhưng mà sự thật đó là cái y phấn tảo á, nó là như vậy. Y phấn tảo người chúng ta nói là như thế này nè, là người Ấn Độ ngày xưa người ta có bốn cái cách tán: một là lâm tán, hai là thủy tán, ba là quả tán. Chứ họ không có bốn cái ba cái cách tán đó: lâm tán, thủy tán và quả tán. Thủy tán là họ đóng một cái bè rồi họ thả trên sông Hằng là trôi ra ngoài biển. Biểu tán là đối với cái người nó giống như là lâm tán thôi, nó giống như là lâm tán. Tại vì khi vô rừng thì con cơn quà quà dịu dịu nó ăn, mà người Tây Tạng họ vẫn còn thừa kế là họ cũng quấn vải trắng nó, họ khiêng cái người chết lên trên lên trên cái mảnh đất nào đó. Thì cái y phấn tảo là y mà quấn cái xác chết, y cái quấn cái xác chết, nó không phải là y mà nó là giải thôi,
người Ấn Độ người xưa kia đó là họ tắm rửa cái xác chết đàng hoàng, cái hậu quấn cái vải trắng đó. Hôm nào chúng tôi đi qua Ấn Độ, chúng tôi thấy là họ làm đám táng rất là đơn giản. Bởi vì Ấn Độ mà chúng ta biết rằng sống thì triết lý, chú trọng đến nội tâm, chết thì cái xác chết nó không quan trọng lắm. Họ thả khắp nơi, tức là họ cho lâm táng hay là điểu táng gì đó, cái điểu táng và lâm táng nó cũng giống như vậy. Thì khi mà họ khiêng vào trong rừng, họ quấn giải, họ khiêng vào trong rừng tha ma mộ địa đó, thì để tàn lan ở trong đó, rồi kênh kênh quả quả nan, rồi con này con kia nó tha nan, thì cái giải đó lượm lên chư tăng thường đến đó để quán tử thi, rồi có khi đi vào trong đó để lượm cái giải đó rồi về giặt sạch rồi cắt thành y, mai giá thành y rồi nhuộm màu ngã sẫm, tức là ta gọi là màu quải sắc. Quải sắc là cái màu vàng mà ngã sẫm, nó giống như cái màu đất nung á, nó giống như cái màu đất nung, chứ nó không phải là màu vàng anh mà như chúng ta gặp có một số vị bận, và cũng không phải là cái màu nào mà màu là vàng ngã sẫm. Thì ở đây đó là do họ khiêng vô trong cái nghĩa địa, cái tha ma mộ địa đó, để cho cơm kiên quả quả con trồn con gì mà nó ăn thịt đấy, nó tha, nó tung té ra rồi nó xé ra nó ăn đi, rồi còn những cái bộ xương, rồi cái giải đó thì các vị đó lượm rồi giặt sạch rồi nhuộm thành cái y, nhuộm rồi mai rồi nhuộm thành cái y đó. Như vậy thì ta gọi là y phóng tảo là như vậy. Rồi cho nên là người Khmer họ vẫn còn cái phong tục là dắt cái miếng vải trắng đó, sắp vải trắng. Cho đến ngày hôm nay, bản thân của chúng tôi thì ở xung quanh chúng tôi thì cũng có cái làng của người Khmer, cho nên là lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ thì họ thường có cái miếng vải trắng đó, họ mua chừng khoảng 2-3 mét gì đó, rồi họ xếp cho nó ngay ngắn đàng hoàng, rồi họ thải để lên để họ cúng dường, họ tác bọc tụng kinh cầu siêu. Thì cái đó gọi là băng, trong tiếng Bali mình gọi là băng school, giải băng school. Nhưng mà người Khmer thì do họ bỏ cái chữ làm sao gọi là băng, mình gọi là băng school lá, nhưng mà họ bỏ cái chữ A làm sao, cho nên là họ chỉ còn là băng school thôi. Thì cái giải phóng tạo đó, vì sao Đức Phật Ngài nói là lượm cái giải y phóng tạo đó là ít ôi rồi dễ tìm, nhưng mà rồi đó là không có phạm lỗi. Sự thật ra đó thì trong cái luật dân y của một vị tỳ kheo á, quý vị biết là nơi nào mà nhập hạ một mình, một vị tỳ kheo ở nơi đó mà mình kêu gọi để mà dân y á, thì nó cũng bị phạm lỗi. Mà mình kêu cho vị khác thì không sao, nhưng mà mình kêu cho mình á, thì là bị phạm lỗi. Rồi bây giờ cũng vì cái sự y áo này đó mà mình có thể là mình ham thích y áo, hay là y áo do mình ham thích, cho nên là mình bất kể cho cái điều đó nó có phạm lực hay là không phạm lực. Cho nên là mình là nếu mà cái giải mà quấn thi ma đó thì quả thật là nhiều, bởi vì hả có sanh thì phải có chết mà, cho nên là họ khiêng vô trong mộ địa đó, thì họ lâm tán là như vậy, lâm tán hay là điểu tán cũng vậy thôi. Người Tây Tạng thì họ khiêng lên trên những cái triền núi đó, có đá, rồi cái con kênh kênh do xứ Tây Tạng thì phải nói là nó trên cao, cho nên kênh kênh rất là nhiều, cho nên ta gọi là điểu tán là vậy đó. Thì cái lâm tán này là khiêng vô trong rừng rồi để cho con kênh kênh quạ quạ hay con cọp con gấu gì con gì mà nó ăn thịt đó, ăn thịt động vật á, thì nó sẽ ăn rồi nó xé ra, lâm tán là như vậy. Rồi cái thủy tán là người ta thả cái xác ở trên cái bè làm sơ sài lắm, rồi họ thả ở trên sông Hằng. Họ quan niệm là sông Hằng là một cái sông linh thiêng, cho nên là thường là người ta đem xuống đó thiêu, hoặc là người ta thả cái xác chết trên cái sông Hằng đó, thì mình thấy là ô nhiễm đó. Nhưng mà họ theo đời sống tâm linh của họ thì họ quan niệm rằng chính cái sông Hằng là cái sông mà thả cái xác chết xuống thì ông bà cha mẹ của họ được sanh cảnh giới tốt lành, cảnh giới an lành, cho nên là họ vẫn phải làm như vậy. Ngày nay thì cái việc đó nó cũng đã giảm đi một phần, mà nhưng mà chúng tôi thấy rằng họ vẫn còn là thiêu ở trên bờ sông Hằng,
xong rồi họ rải cốt, rải tro xuống sông Hàng Lương, thì nó cũng có những sự ô nhiễm nhất định. Ngày xưa thì dân chúng ít, dân cư ít, còn bây giờ thì Ấn Độ nó trên 1 tỷ dân rồi, mà đa phần nó là họ là tôn giáo, là Ấn Độ giáo, là gọi là Bà La Môn giáo, tiền thân là Bà La Môn giáo ngày xưa đó. Thì ở đây muốn thể nói như vậy, thì một vị tỳ kheo á muốn tìm y đó, thì y phấn tạo đó là một trong những cái mà mình ít phạm lỗi, không có phạm lỗi, bởi vì cái đó người ta bỏ mà, cái vải đó người ta bỏ mà. Mà ngày nay thì quý vị biết rằng y áo thì rất nhiều, y áo thì rất nhiều, không có còn, không phải cần phải lượm từng miếng quấn thay ma. Hơn nữa người Việt chúng ta là thổ tán, địa tán, chúng ta là địa tán. Người Việt của chúng ta là ảnh hưởng từ cái văn hóa của Trung Hoa, cho nên chú trọng tới cái việc đám tang lắm. Cho nên đám tang của người Hoa cũng như là người Việt rất là linh đình, nhạc rồi kèn rồi trống rồi khóc, rồi không có con rồi còn thuê người khóc, rồi không có người ôm hình ôm lư hương thì cũng phải thuê người ôm lư hương. Nhưng mà người Ấn Độ thì họ sơ sài lắm, đơn giản lắm. Họ quan trọng là lúc sống thì có đời sống tâm linh, chết thì cái xác thân này bỏ rải rác khắp nơi. Họ không chú trọng đến cái chuyện xác thân, cái xác chết, mà họ chú trọng lúc còn sống, lúc còn sinh tiền. Còn đối với người Trung Hoa thì họ linh điện, linh đình. Và đối với người Trung Hoa thì họ quan niệm là âm dương vạn vật đồng nhất lý. Có nghĩa là người sống và người chết đó, âm và dương đó, thì nó đồng chung lý. Vì vậy cho nên là họ mới đốt vàng mã, rồi họ đốt nhà, đốt quần áo và tùm lum hết. Thì cái đó là do người Trung Hoa, thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng một phần. Trở lại khi mà Phật nói rằng một vị tỳ kheo lượm y phấn tảo, lượm y phấn tảo tức là cái giải mà quấn thi ma đó để mà may y, giặt y, nhuộm y, rồi may y, nhuộm thành y, rồi may y, rồi nhuộm, giặt, rồi nhuộm thành y đó, để mình bận đó, thì đó y gọi là bận y phấn tảo, y phấn tảo. Mà cái giải này thì người ta bỏ, người ta quấn thi ma người ta bỏ, chứ không ai lấy lại làm gì. Cho nên là chúng ta đấy là cũng 4 món vật dụng. Tuy nhiên mãi về sau này thì cũng là thời Đức Phật, có những ngàn đàn tín họ cúng dường y, thì chư tăng vẫn thọ dụng bình thường, nhưng mà vẫn có một số vị như là ngài Ca Diếp vẫn bận y phấn tảo chẳng hạn, ngài với cái hạnh Đầu Đà, cho nên là ngài vẫn y phấn tảo. Đó là cái đặc hạnh của ngài, đặc hạnh của ngài Ca Diếp. Bây giờ chúng ta nói đến cái vật thực nữa, cái thực phẩm. Ngày xưa thì chúng ta thấy rằng chư tăng sống một đời sống không có chứa vật dụng, không có chứa gì hết, nó đơn giản lắm. Chỉ sáng ra thì chư tăng sẽ ôm bình bát đi thực, bình bát đi khất thực. Và đi khất thực thì với cái tâm niệm của một vị đi khất thực đúng nghĩa là mình đi tới mỗi nhà, đứng trước nhà rải tâm từ, mong cho tất cả chúng sinh được sự an lành, dù người đó có cho mình hay là không cho mình, có cúng dường hay không cúng dường, mình vẫn phải rải tâm từ đối với những người đó. Và chân đạp đất đầu đội trời, chân đạp đất đầu đội trời, và thọ dụng vật thực trước đứng bóng. Ngày xưa thì không có đồng hồ, trước đứng bóng. Và chư tỳ kheo thì đi các nơi làng mạc khắp nơi. Vì vậy cho nên là người ta mới, các vị sau này mới nói rằng một bát cơm nghìn nhà, một mình muôn dặm xa, chỉ vì sinh tử sự vui kiếp sống an nhàn, tức là đời sống an lạc của một cái đời sống tư sự. Một bát cơm tới nghìn nhà tức là ai cho gì dùng đó, đi khắp nơi. Quý vị biết rằng ngày nay các nước Phật giáo Nam truyền vẫn còn giữ cái nét đẹp đó. Chúng ta qua Thái, chúng tôi có lần đi qua Lào cúng dường cho chư tăng Lào. Ở đây gồm có chúng tôi, Thượng tọa Tệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tùy Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, đầy đức Pháp Tính còn sinh thời, và một vị sư nữa, và cùng với sư Minh Tánh đi qua Lào, vừa lại tham quan đảnh lễ những thánh tích, những cái chùa cổ ở Lào, và đồng thời có dịp để mình cúng dường cho chư tăng ở tại Lào, đất nước Lào ở tại phía Bắc đó,
chúng tôi quên cái thành phố đó rồi. Rất là hiền, đất nước rất là hiền, mà Phật giáo rất là mát mẻ, rất là hiền lành, rất là sống rất có cái triết lý. Chúng tôi thấy như vậy. Thì khi mà đi khất thực đó, thì các nước Phật giáo Nam truyền vẫn giữ cái nét đó, vẫn giữ cái nét đó. Việt Nam chúng ta thì do các cái nội một Phật giáo không cũng đã nhiều tông phái rồi, chưa kể cái hình ảnh của một nhà sư đi khất thực bị lợi dụng, từ hình ảnh đi xin ăn. Cái từ tỳ kheo là có một cái nghĩa là khất sĩ. Khất sĩ là một người xin ăn, một người xin ăn. Nhưng mà cái xin ăn của mình là một cái xin ăn của cái người mà có phẩm hạnh, có đạo đức và luôn luôn rải tâm từ đối với mọi loài, dù chỗ đó có người ta có cho hay là không cho, và luôn luôn rải tâm từ như vậy. Và trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngài dạy với một vị tỳ kheo đó, giống như là con ong mà lấy mật qua thôi, nó không làm tổn hại cái sắc qua, dù là một chút cũng không làm họ tổn hại sắc qua. Như ong lấy mật qua thanh, chẳng làm tổn hại sắc sinh hương nồng. Đức Phật ngài dạy vậy. Và một vị tỳ kheo đi khất thực thì giống như là một con ong đi lấy mật qua thôi, chứ không làm tổn hại sắc của hoa. Và đó là tùy lòng hảo tâm. Mình nói theo cái từ bình thường, lòng tỉnh tính của một người Phật tử, cúng dường cái gì thì sẽ thọ dụng cái đó, không có tham cầu. Bởi vì ngay cả món ăn hôm nay ăn cái gì, vị đó cũng không biết trước là cái gì. Tại vì đi từng nhà, và nhà họ ăn cái gì thì họ sẽ cúng dường cái đó. Chúng tôi có một lần đi xuống dưới Khmer Nam Bộ. Chúng tôi ở đó một tuần và cũng đi bát như vậy. Nhưng mà rồi đó thì người ta có một cái đời sống rất là hay. Cả làng người ta là đều Phật tử hết. Cả làng người ta đều là Phật tử hết. Cho nên là mà cha mẹ có đi ra đồng sớm thì cũng chuẩn bị nấu cơm sớm, dặn con ở nhà con có gì đó múc ra sẵn hết rồi. Rồi bắt đầu là chư quý sư đi đến, đi bát thì con quỳ ra đảnh lễ rồi con cúng dường. Nhà người ta ăn gì cúng cái đó. Thì ở đây là gì? Cái đồ đi khất thực đó là không có phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào, mà tùy vào lòng hảo tâm của, cũng không bắt buộc cái người đàn tính cho mình cái gì, mà tùy vào lòng hảo tâm họ cho cái gì thì thọ dụng cái đó. Và mình cũng không biết cái món ăn đó mình ăn hôm nay là cái gì, không có chấp trước, không có chấp trước cái đó, và cũng không có tham cầu. Và cái món ăn khất thực thì quý vị biết không, Đức Phật dạy một vị tỳ kheo đi khất thực á, là cần phải có cái đức tính kham nhẫn rất là lớn. Đó cũng là một trong những cái đức tính tu của một vị tỳ kheo. Tại vì mình kham nhẫn rất là nhiều. Thứ nhất là kham nhẫn với cái hoàn cảnh nóng nực như thế nào. Trưa 9-10 giờ mà đi bát đó, thì quý vị biết là nó cũng nóng lắm. Đi thì đi chân không, có những vùng thì quý vị biết là đất cát, nó nóng. Rồi chưa kể gai góc của những cái đồ nhọn nó nằm ở dưới mặt đất, rồi chúng ta đi đạp thì cũng phải bị dinh, bị vết thương, hoặc là đi cái chỗ mà sỏi rồi nó lấn cấn cái chân nên là đau, cũng phải kham nhẫn với cái việc đi bát của mình. Rồi trưa nắng, có khi đang đi bát về đổ mưa xuống cái ướt nhẹp ôm cái bát đi về, rồi thay y ra rồi dùng cơm, thì nó cũng phải chịu, mình cũng phải chịu, một vị tỳ kheo cũng phải chịu với cái hoàn cảnh. Rồi kham nhẫn với những người người ta cho nữa. Nhiều khi rồi người ta thuận thì ông nói, người ta qua nghĩ thì ông nói, nếu người ta không qua nghĩ, người ta nghịch ngợm, mà người ta có những cái lời xúc phạm thì cũng phải là ráng mà kham nhẫn. Rồi mình kham ẩn trong cái việc ăn uống của mình á, mình không có ăn uống ở trong cái ham muốn của mình, cái thích thú của mình, thỏa thích của mình, không phải là ham muốn ở trong những cái khoái khẩu của chính mình, mà buộc phải ăn những cái thức ăn của những người đàn tính hộ độ cái gì thì sử dụng cái đó. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải có sự kham nhẫn rất là nhiều. Và đi khất thực nó cũng là một trong những cái phương thức
phương pháp để làm dẫn động cho một vị tỳ kheo. Bởi vì đời sống chư tỳ kheo thì không có vận động các cái cơ thể mà hoạt động bằng trí não, bằng tâm trí của mình, cả việc học lẫn việc hành, mình trao trong sửa tánh của mình thôi. Còn cái việc vận động cơ thể đó là đi khất thực, cũng là một cái cách để mà vận động cái cơ thể, làm cho cơ thể ít bệnh, vận động cho cơ thể. Cho nên Phật nói là cái việc mà mình thọ một cái món ăn mà đi khất thực đó, thì mình ít có phạm lỗi, không có phạm lỗi. Là vì sao? Mình không phải chạy đi kiếm cái này, kiếm cái kia. Rồi nhiều khi rồi ham muốn thái hóa, thì sinh ra những cái lỗi lầm, cái sai trái từ thân khẩu ý, tạo nghiệp bất thiện cũng chứ. Như vậy thì Đức Phật dạy mình là có cái sự cái người mà đi khất thực, nó là một trong những cái làm cho cái vị tùy theo ít có lỗi lầm, không có lỗi lầm, là như vậy, là như vậy. Thì cái vật thực đó là một cái phần để nuôi cơ thể chúng ta được sống còn. Nếu không ai mà, nếu chúng ta không ăn thì không thể nào nuôi cái cơ thể này. Bởi vì Đức Phật dạy rằng sabbe satta aharatitika, chúng sanh duy tồn do vật thực. Chúng sanh á, duy tồn do vật thực. Thì cái vật thực này nó bao gồm cả đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Đoàn thực nó thuộc về phần vật chất, là các dưỡng tố, thức ăn, thức uống, thô hay là tế, như thế này thế nọ, để nó nạp vào, nó nuôi cơ thể chúng ta. Nhưng mà xúc thực, thức thực, tư niệm thực thì nó thuộc về phần tâm lý, thức ăn của tâm lý. Cho nên là đừng vật thực ở đây là cả bốn cái loại vật thực đó để nuôi sống cái bản thân của mình. Nhưng mà mình sống thì không thể nào thiếu đoàn thực được. Bản thân con người của chúng ta là sao không thể nào thiếu cái đoàn thực được. Không, ngay cả những người bệnh mà nằm liệt giường, liệt chiếu trường, ăn còn không nổi nữa, thì người ta truyền những cái dung dịch vô trong cơ thể để nuôi cơ thể, thì cái đó nó cũng được gọi là được đoàn thực, thông qua bằng nước, chất lỏng, dưỡng tố để nuôi cơ thể. Như vậy thì cái việc mà một vị tỳ kheo đi khất thực, một cái vị tỳ kheo đi khất thực á, là một trong những cái cách mà làm cho vị tỳ kheo không có phạm lỗi, và giống như là một đời sống vô sản. Bởi vì chỉ lo trao dồi cái tâm linh, cái tâm của mình thôi, đời sống phạm hạnh của một vị tỳ kheo thôi. Rồi là vị nào có cái khả năng diễn đạt giáo pháp, để rồi tạo lên cái niềm tin cho những người đàn tính, cho những người Phật tử, cho những người cận sự nam hoặc là cận sự nữ, thì cái đó cũng là một cái điều tốt. Đó cũng là một điều tốt. Nhưng mà đời sống của ngày xưa thì nó không có như kê, nó không phải như bây giờ, nó đủ thứ chuyện hết. Nó đủ thứ chuyện. Pháp lý bây giờ mình sống mà sống sống ở trong rừng cũng không được. Sống trong rừng cũng không được, không ai cho mình ở. Rồi mình ở mình cũng không đủ sức để mà mình kháng nổi với cái hoàn cảnh sống đâu. Nó nhiều thứ. Cái thứ ba là cái nhu cầu thứ ba nữa là nói đến cái sàng tọa. Sàng tọa ở đây chúng ta hiểu là cốc liêu. Nhưng mà ngày xưa có những vị tỳ kheo thì nếu mà không có những người đàn tính, họ những người thí chủ họ cúng dường cốc liêu thì cũng phải ở gốc cây thôi. Ở gốc cây thôi. Cho nên Thái Lan họ có cái trường phái gọi là Lâm Tăng, Sơn Tăng hay là Lâm Tăng, tức là những vị tỳ kheo tu ở trong rừng, chỉ có quả bát, tam y, bình nước vậy thôi, rồi có một cây dù nho nhỏ ở gốc cây để hành thiền lo đời sống. Nhưng mà ở đó chính phủ Thái Lan họ cũng có những cái quy định là họ không cho bất cứ cái người nào mà người xấu mà xâm nhập vô trong cái khu rừng đó. Và cái khu rừng đó lành đành dành đặc biệt cho những vị sơn tăng hay những vị lâm tăng là tu theo hạnh Đầu Đà đó. Mỗi buổi sáng bước ra cái khu rừng đó, đi vào làng khất thực rồi vào rừng để lo hành thiền, có những cái điều đó. Còn Việt Nam chúng ta thì không có cái chuyện đó, không có chuyện đó. Vị tu sĩ thì phải ở chùa, hoặc là ở thiền viện, hoặc là ở cốc liêu, phải có nơi có chỗ, chứ không được đi. Thì cái hoàn cảnh ngày xưa là như vậy. Nhưng mà chính cái hoàn cảnh như vậy đó, sống như vậy đó, thì làm cho vị tỳ kheo không có phụ thuộc,
không lệ thuộc bởi chỗ ăn, chỗ ở của mình, không lệ thuộc bởi những cái y phục của mình, là làm cho mình ít có lỗi hơn, không có lỗi lầm, sống cuộc đời sống thanh thản, tự tại, không có bị dướng bận về những điều đó. Như vậy thì cái sàng tọ Cốc Liêu ở đây đó là ngày xưa đó, ở đây nói là một vị tỳ kheo mà ở cái gốc cây thì là người ít phạm lỗi. Cho nên là mình thấy những cái hạnh tu của những vị ngày xưa rất là cao quý. Nhưng mà rõ ràng ngày xưa nha, ngày xưa, bởi vì các ngài lo chuyên tâm. Còn ngày nay thì nó không phải như vậy đâu, có nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà đó là phần tế nhị mà mình không có phải bàn sâu phần rộng chi cho việc đó. Nhưng mà ngày xưa thì phải nói rằng các vị đệ tử của Đức Phật ấy, là lo chuyên tâm hành đạo. Và chính vì ngay cả chúng tôi có những cái kinh nghiệm như thế này nè. Có một lần chúng tôi có đi với cô Nhật Quỳnh, sư Pháp Tính, sư Pháp Đăng và một vị con của cô Nhật Quỳnh với một hai vị, chúng tôi nhớ là như vậy. Đi qua trường thiền, thì đi đến trường thiền Pa-ao á, thì các cái vị ở trong ban tổ chức ấy, người ta bảo mình xả bỏ hết, xả bỏ hết, xả bỏ hết, không có để dính cái vật thực gì ở đây ấy, chỉ cần thiết là cái bộ y và cái bát của mình là đủ rồi, nếu cần. Còn như là mình tiền bạc mình không có giữ rồi cái này cái kia, y áo mình chỉ có bởi vì nó là như vậy. Chúng ta hiểu là không phải trường thiền nào ở Myanmar cũng là bảo người ta không cho người ta giữ tiền hết. Trường thiền bao thì là không cho, nhưng mà ở trong đó người ta có cái tổ chức, tổ chức. Chúng tôi nhớ không lầm đó là vào thời điểm chúng tôi đến đó là cúng dường một buổi ăn trưa đó là hết 1.500 đô cho toàn thể chư tăng ở tại đó. Một buổi uống nước buổi chiều thôi, nước mía hoặc là nước cam, ý nước chanh muối cũng là 500 đô cho toàn bộ cả cái trường thiền. Chúng tôi nhớ lần lên Bồ Tát là dường như là cả 500 vị, cái ngày Bồ Tát, cái ngày sám hối đó của chư tăng cũng cả 500 vị. Có những vị ở trên xa trên núi, một ngày họ chỉ thọ dụng một buổi thôi, tức là họ canh tới khoảng sáng là họ không có ăn gì hết, vì họ chỉ cần vị đó chỉ cần ăn một buổi thôi, buổi trưa thôi. Và vì đó khoảng 8-9 giờ là vị lội xuống dưới này, từ trên đó lội xuống dưới này đã là vừa tới giờ đi khất thực, là các vị đã đi khất thực rồi, khất thực không các vị đã trở về trển kịp thì ăn, không có thì ăn tại đổ, rồi các vị về ở trên cốc mình ở trên núi đó để hành thiền. Mà chính người như vậy đó thì cái tổ chức của người ta đó, của cái ban tổ chức trong trường thiền ấy, là người ta đã lo cho mình hết rồi, không cần phải ăn vật thực gì hết, không còn phải lo vật thực gì hết, đã lo ăn sáng ăn trưa gì người ta đã lo hết rồi, Cốc Liêu mình cũng đã ở rồi, không cần phải lo. Và chúng tôi có một cái kinh nghiệm như thế này, mình không giữ gì hết, mình hành thiền mình tốt hơn, hành thiền tốt hơn. Là vì sao? Mình không nghĩ tưởng đến nó, không nghĩ đến nó, mà mình thật là chuyên tâm lo cái việc đó. Còn mình còn giữ cái này dính cái kia thì mình còn nghĩ ngợi tới nó, mà nghĩ ngợi nó thì cái tâm của mình nó không được thanh tản để mà mình lo định tâm, mình lo trao tâm sự tánh của mình. Cho nên là cái việc mà mình không giữ gì hết á, nó là một cái điểm tốt. Và cái điểm tốt, hoàn cảnh của Việt Nam mình thì nó khác, okay. Chưa chắc gì cái ban tổ chức họ lo cho mình được đầy đủ như vậy, và chưa chắc có những cái yếu tố khách quan cũng như là chủ quan á, chúng ta không có muốn cũng không được. Do vậy làm cái đời sống của chúng ta nó khó bao giờ mà chúng ta có thể giống như ở cái trường thiền Pa-ao được. Bởi vì trong trường thiền Pa-ao là người ta cũng xin cúng dường cho chư tăng buổi ăn trưa, nó cũng lịch, nó cũng đặt gật hết rồi. Cái thứ hai nữa là mình chỉ đến đó, nhiệm vụ duy nhất của mình là lúc đó là mình không còn nghĩ mình là một vai trò của một vị trụ trì, hay là một vai trò của một vị, mà mình chỉ nghĩ mình là một vai trò của một thiền sinh đi đến đó để mà mình làm thiền thôi. Nói như vậy cho nên là mình không có bị vướng bận gì hết. Hơn nữa người ta không cho mình giữ gì hết, để chi? Để cái tâm mình dễ dàng. Cái đó là cái kinh nghiệm chúng tôi thấy như vậy.
kinh nghiệm chúng tôi là chính mình không có bị ràng buộc cái ngôi chùa, không có ràng buộc trách nhiệm gì hết, thì mình lại lại dễ dàng tu tập hơn. Một tuần lễ hoặc là 5-6 ngày ở bên đó mà mình cảm thấy như là cái sự an lạc của mình rất là nhiều. Cứ sống theo cái tiếng mỏ ở bên đó. Cái mỏ ở bên đó thì quý vị biết là nguyên cái cây dài tới 3 mét này, người ta đục bọng ở trong cái thân cây, người ta làm có hai cái phản trống như vậy. Tôi gõ cả làng, cả xóm, cả núi rừng đều nghe. Thì mình theo cái tiếng mỏ đó thôi. Hành thiền cho đến lúc đi bát, khuya cũng dễ thức, dậy hành thiền sớm. Tối thì hành thiền tới 9-10 giờ mới ngủ. Đó là một trong những cái điều mà chúng tôi thấy có cái sự kinh nghiệm bản thân của mình. Như vậy thì mình ở cốc liêu, sàn tỏ gì đó, cái cốc liêu, gốc cây đó là cái đơn giản. Đừng nói là hành thiền mình phải có đủ những điều kiện hết. Cái mình càng đơn giản chừng nào á thì mình lại càng có hành thiền. Nếu mà quyết tâm hành thiền có kết quả. Chỉ sợ một điều duy nhất là khi mà mình sống ở màn trời chiếu đất á, thì mình, cái cơ thể của mình ngày xưa thì quý vị biết không, cái năng lực, cái nội tâm của các vị rất là mạnh, và do đó nó sẽ đè mẹp được những cái bệnh do cơ thể mang lại. Cho nên các ngài ở trong rừng ít bệnh. Còn mình bây giờ mà ở gốc cây, thử một bữa hai bữa mũi nó cắn mình, hay hoặc là con này con kia nó đốt mình, hoặc là chưa có kể là mưa nó rớt xuống, rồi sương nó rớt xuống, cơ thể mình không đủ sức thì mình sẽ bệnh ngay. Nhưng mà rõ ràng là nếu cơ thể mình đủ mạnh, đủ cái tâm lý của nó, nội lực, nội tâm của mình nó mạnh, nó trở thành cái nội lực ấy, thì mình hành thiền nó sẽ kháng bệnh ra bớt. Nó kháng bệnh ra bớt. Và khi mà mình đơn giản chừng nào thì cái việc hành thiền của mình nó dễ hơn chừng này. Nó dễ có cái sự an lạc hơn chừng này. Mà rõ ràng là như vậy. Trong cái cuộc sống đầy bộn rộn mà mình giữ được cái nội tâm của mình thật là vững vàng ở trong cái đề mục tu tập, thì rõ ràng là mình có cái sự an lạc rất là lớn. Nội tâm mình có cái nội lực hùng mạnh để mình kháng được cái bệnh lý sơ sài, bệnh lý mà do thời tiết mang lại đấy. Bởi vì chúng ta bệnh nó có là ngoài cái bốn cái nguyên nhân đưa đến bệnh. Thứ nhất là do vật thực, thứ hai là do nghiệp, thứ ba là do tâm lý, thứ tư là do thời tiết. Thấy không? Ví dụ thời tiết nó mưa nhiều hay nó gió nhiều, nó sương gió nhiều, chúng ta đâu có thể nào mà tránh được những điều đó. Có thân thì phải có bệnh, nhưng mà nếu như chúng ta có một cái sự phòng hộ vừa chừng thì rõ ràng là chúng ta cũng khỏe, không có bị hệ lụy ở trong cái việc mà ở cái cốc liêu, ở cốc liêu. Nhưng mà liệu mình có đủ sức để mình ở gốc cây hoài không ngày nay? Rồi mình ở gốc cây không biết có chuyện gì xảy ra hơn. Thì cái cốc liêu á, nếu mà Đức Phật cũng nói cho chúng ta biết như thế này nè, một trong luật của một vị tỳ kheo á, cái phòng của một vị tỳ kheo ở không nên lớn. Hiểu sao? Tại sao mà không quá lớn? Quá lớn sẽ mình chứa đồ trong, chứa đồ rồi mình cứ dướng cái này dướng cái kia, dướng cái này dướng cái nọ, dướng đủ thứ chuyện hết, nghĩ đến cái này nghĩ đến cái kia. Nếu mà mình chứa đồ xài nhiều, chứa đồ ăn nhiều thì mình sẽ nghĩ đến cái việc ăn, rồi mình chứa cái đồ xài nhiều thì mình sẽ nghĩ đến đồ xài. Cái cốc liêu không quá lớn là để gì? Để cho nó vừa đủ để mà cái nhu cầu tối thiểu của một vị tỳ kheo đó là vật thực và nước uống. Đó là vậy thôi. Vậy thôi. Kế nữa là có thuốc chữa bệnh. Thì mình ăn uống, rồi mình ngồi lo, mình lo hành thiền, thì cái nội lực, nội tâm của mình nó có vững. Cái thứ ba, thứ tư ở đây, Đức Phật này nói là nếu một vị mà uống cái dược liệu là nước tiểu hôi, thì ở đây ngày xưa trong luật á, quý vị thấy rằng là mình uống nước tiểu bò đen này á, xin thưa quý vị là có một kỳ chúng tôi qua bên Myanmar luôn, kỳ đó cũng đi chung với mấy vị đó, thì quý vị thấy rằng á là họ dâng cho chúng tôi một cái chai nước tiểu bò đen. Sự thật ra thì cái người ta lấy cái chai mà bò hút của Thái Lan đó, cái họ cho nước bùi tiểu bò đen vô trong đó, rồi họ dặn nắp là họ để trong cái bịch ni lông, với họ cúng dường cho mình, họ để cho mình cầm cái tay vậy nè. Nhưng mà nó hôi lắm quý vị ơi, chúng tôi ngửi mà nó hôi chịu không nổi luôn. Mà người ta phân tích đó quý vị, các nhà khoa học và y học người ta phân tích ở trong cái nước tiểu bò đen có nhiều cái
thuốc chữa bệnh nó rộng lắm. Sao Phật kêu dạy là uống nước tiểu bò đen, uống nước tiểu hôi vậy? Nhưng mà nói thật ra là nước tiểu bò đen đó, bò đen tôi cũng chưa thấy cái con đó ra sao. Cái con bò đen nó chắc là bò nó màu đen quá, không biết. Nhưng mà nước tiểu nó mà mình phải uống, uống để chữa bệnh. Thì đó là một trong những cái, bởi vì cái chất thải của con bò ra thì chắc chúng tôi nghĩ không ai cần đâu. Chỉ có những người bệnh mới cần thôi. Những người bệnh mới cần cái đó. Ngày xưa thì dược liệu đâu có nhiều, thuốc men đâu có nhiều. Thì Đức Phật ngày nói thầy thì theo uống thuốc bệnh, uống trước kỳ bệnh là uống thuốc bò. Cái nước tiểu bò đen đó là như vậy đó. Mà nó hôi lắm, nó hôi nó chịu không nổi. Giống như nước mắm mà nó khẳng khẳng á, mà nó hôi chịu không nổi đâu. Chúng tôi có đâu có dám dùng đâu quý vị. Dân chúng tôi mới kêu cái vị, cái mấy vị sư mà ảnh nó có lẽ là uống quen. Uống quen cho nên nói thôi thì Đức không dùng thì cho con đi. Nó cũng cho sự để sử dụng đi. Thì ở đây chúng ta thấy cái hoàn cảnh ngày xưa chỉ là đơn giản như vậy thôi. Tức là y thì bận y phấn tảo, thuốc chữa bệnh thì nước tiểu bò đen, rồi cốc liêu thì có lẽ là nơi ở của mình là gốc cây thôi. Rồi vật thực thì đi khất thực từ nhiều nhà. Thì cái đó là tùy vào cái hoàn cảnh để mình sống. Nhưng mà mình phải nói rằng mình sống đơn giản chừng nào thì mình là nhẹ nhàng chừng này. Chỉ mong rằng cái cơ thể mình đừng bệnh là tốt rồi. Nhưng mà sợ rằng cái cơ thể mình không đủ cái sức đề kháng trong một cái hoàn cảnh, rồi cái thời tiết xung quanh, rồi bệnh tật nó xảy ra trong lúc mình tuổi già đó. Cái máy nó chạy mấy chục năm rồi, nó cũ kỹ rồi, nó yếu, mình không có thuốc, không có này kia, mình bệnh rồi, mình bận y không có kín đáo thì mũi mồng rắn rít nó đốt mình này kia. Nhưng mà Phật dạy mình nó thọ dọn dụng bốn cái món vật dụng đó đó, cần phải quán tưởng. Cần phải quán tưởng. Quán tưởng là vật thực này chưa đưa vào cổ thì thấy nó sạch đẹp vậy, nhưng mà đưa vào cổ là vật đáng nhầm gốm. Nhầm gốm. Rồi y phục này đó là chưa bẩn thì thôi, thấy nó màu nó đẹp vậy, thơm tho vậy, chứ còn mình bận vô trong cơ thể mình mồ hôi mồ kê thì nó dính vô trong một ngày là hôi rồi. Rồi là cái cốc liêu này đó, Đức Phật dạy là mình chỉ che nắng che mưa, che rắn rít mỗi mồng vậy thôi. Chứ không phải là người ta. Quý vị để ý một điều như thế này. Ngày xưa khi mà mình còn nghèo á, thì mình ăn chỉ mong là no là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội nó phát triển, vật chất nó tăng cao, ăn không phải là no, mà ăn phải là ngon. Ăn phải là ngon mới là ăn. Người ta nghĩ vậy. Cái thứ hai nữa, ngày xưa đó là đất nước còn nghèo, quê hương còn nghèo, cái chỗ ở của mình còn nghèo, trú xứ mình còn nghèo, thì chỉ nghĩ là ở chỉ là che nắng che mưa là đủ rồi, mấy tranh vách lá cũng là được rồi. Nhưng mà bây giờ ở phải sang trọng, phải hoành tráng, phải sang, phải trọng. Như vậy thì mới rồi gọi là ở. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta đó là đơn giản chừng nào thì nó lại càng ít lỗi lầm chừng ấy. Ít có lỗi lầm chừng này. Rõ ràng là như vậy. Đức Phật dạy một vị tỳ kheo nếu có tâm lý tu tập thì mình đang giản đơn. Giản đơn. Nhưng mà xã hội ngày nay thì xin thưa quý vị, nó có nhiều cái lắm. Bởi vì giống như là một cái trách nhiệm của mình á, trách nhiệm của mình. Mình sống mà mình nghĩ riêng mình không á, thì cũng chưa đủ, chưa được với cái xã hội ngày nay. Bởi vì mình còn nghĩ xung quanh. Nếu mà ai là vai trò của một vị trụ trì, có một cái tâm lý biết lo cho Phật Pháp, biết lo cho chùa chiền, biết lo cho Phật tử, lo cho chư Tăng á, thì mình nghĩ đến cái tiền đồ của Phật giáo. Thì khi mà nghĩ đến tiền đồ Phật giáo thì phải có trách nhiệm. Chúng tôi nhớ như thế này nè. Người ta nói cái câu mà tôi sư nhớ. Người ta nói là nếu mà là thà mình cô đơn nhưng mà mình tự do. Còn nếu mà mình cảm mình có bị cái sự mình muốn hạnh phúc thì mình sẽ bị ràng buộc. Quý vị thấm nghiệm cái câu đó. Mình muốn hạnh phúc thì sẽ bị ràng buộc. Hạnh phúc theo cái nghĩa tương đối nha, thì mình sẽ bị ràng buộc. Nhưng mà thà còn một người mà thích cô đơn, một người mà thích tự do, thì người đó phải là cô đơn.
cô đơn trong một nghĩa nào đó. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là với cái bài học hôm nay đó, là để cho chúng ta chiêm nghiệm lại cái lời dạy của Đức Phật. Và lời dạy của Đức Phật từ cách ngàn hơn 25 thế kỷ nay vẫn còn có cái giá trị đối với đời sống tu tập chúng ta. Chúng ta làm không được hay chúng ta làm chưa được thì đừng nói rằng cái lời dạy này là cái lời dạy của Đức Phật là cái không hợp thời. Không phải, chẳng qua là chúng ta làm không được thôi, hay là chúng ta làm chưa được thôi. Thì chúng ta làm chưa được hoặc chúng ta làm không được thì chúng ta cứ thẳng thắn là chúng ta nói là chúng ta làm không được hoặc chúng ta làm chưa được, chứ đừng nói là cái lời dạy của Đức Phật không hợp thời. Vẫn có cái giá trị rất là lớn so với lại cái đời sống phạm hạnh tu tập của mình. Thì học qua cái bài học hôm nay là ý nghĩa là như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta sống thật là đơn giản, và đơn giản thì mình cảm thấy mình có cái thời gian để mình chuyên tâm lo hành đạo và mang lại cái lợi lạc cho mình, lợi lạc cho tha nhân. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Cái quan trọng là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, hộ trì cho chư tăng tu nữ và Phật tử chúng ta được sự an vui trong Phật pháp để chúng ta tiến tục. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbade vata sabbavodana upavena sada sati bhavantu te Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư tiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa Pháp Tân, thường tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa te u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sappana puta sukhita pavan tu te Chala bucha yepi cha anda sampawa Samseda cha ta tha vô papatika Niya ni kang thamma wa sang patit cha te Sappe pi dukha sakha rontu sankhayang tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ca la tăng phô hô tu sa ma cô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô vô thêm sâm pa phu ne ya ma
Hamariya Pawe Di Te.